Vâng, xin chào các bạn, quay trở lại với game tập kích. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video clip giới thiệu về cái khẩu G36 khi mà đã nâng cấp lên mắt. Và cảm ơn bạn có tên nhân vật là For đã cho mình mượn cái khẩu súng G36 này để có thể làm video clip cho mọi người xem. Một cái khẩu súng mà đã có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm trong những cái video lần trước. Nhưng mà thực sự đến bây giờ thì mình mới có cơ hội để có thể cầm được khẩu G36 mắt và nâng cấp để làm được clip đánh giá cho các bạn xem về cái sức mạnh của khẩu súng G36 này. Thì cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm cái khẩu G36 không phải lần này mà lần trước mình nghe đấy, thì từ cái tiếng súng cho đến cách bắn súng G36 thì mình cảm giác nó có một cái chút gì đó rất là kim loại và tạo cho cái người cầm súng rất là cảm thấy thú vị. Và sau đây sẽ cùng một map rất là quen thuộc và trên tay mình đó chính là khẩu G36. Mình xem có nhân vật nữ, mình sẽ chọn nhân vật nữ để có thể di chuyển cách linh hoạt hơn. Ok, như vậy là vừa vào game thì tỷ số đang là 8-7. Vâng, thần chết M200 Master đã ghi được 2 điểm rồi. Vâng, tiếp theo là khẩu QCW05. Mình thì chưa được điểm nào. Rồi, tuyệt vời. Rồi, anh chàng cầm P90 đang lao thẳng vào nhà địch. Vâng, anh ta lại có một kim cho mình rồi. Vâng, các thành viên bên phiến quân họ đang làm gì? Rồi, họ đã kim được mạng của tôi. Vâng, tuyệt vời. Với cái khẩu Gatling Gun, thần chết trên tay khẩu M200 lại tiếp tục ghi điểm tiếp bằng một mạng sleeper. Rồi lại tiếp tục sleeper M200, phải nói là quá nguy hiểm trên tay của anh chàng trong team liên minh bên mình. Vâng, rồi ok, đã có một màn nhảy nhót khá là điệu nghệ đến từ C trên tay khẩu G36. Rồi làm cái gì? Vâng, như vậy là anh chàng top 3 đã không kịp quay đầu lại. Rồi tiếp theo là một anh chàng nữa, hình như là bạn này vừa cầm Gatling Gun lao thẳng luôn. Vâng, như vậy là 4 mạng liên tiếp đã được mình ghi rất là nhanh luôn và hết đạn rồi. Mình sẽ chuyển sang khẩu P90 nhặt được của đối thủ để xem là với P90 thì mình có ăn được cái mạng nào nữa không đây. Rồi, như vậy là chưa kịp ăn mạng. Holy shit. Rồi, hình như là đối thủ vẫn chưa nhìn thấy gì. Rồi, như vậy là không nhìn thấy là phải làm xuống rồi. 5 kim, tuyệt vời. Quá là tuyệt vời mà trời luôn. Rồi, như vậy là có một thanh niên bên mình cầm Red Demon rồi. Rồi, cầm Gatling Gun đi đâu? Vâng, 6 kim, quá là tuyệt vời luôn. Với cái màn lay hay ở trên trong nhà địch thì mình đã ghi được cho mình 6 kim rồi. Nào, nằm xuống, không nằm xuống, rút luôn. Giết. Rồi, nào, còn ít đạn rồi. Như vậy là pha tích đạn đã thành công. Rồi, ui dồi, tí nữa thì mình đã ghi được 2 mạng. Địch quá dày, vâng. SMG không thể xuyên được với lượng giáp và hai người như vậy, rất khó cho dòng SMG đặc sản trong cái tình huống chắc đôi. Nào, xong lên. Ôi, màn đấu 2. Đấu, rồi, như vậy là đấu 2 là phải nằm xuống rồi. Giáp của anh chàng này khá là dày các bạn ạ. Rồi, như vậy là 29-19. Một sự cách biệt khá lớn dành cho bên liên, dành cho bên phiến quân. Họ sẽ phải làm gì để có được cái chiến thắng đây? Rồi. Ô. Đùa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi, đã có một mạng bom cho gà luộc. Vâng, đúng là con gà, nhưng mà thay vì luộc thì anh ta đã được nướng chín bởi quả bom của con AC. Vâng, rất là tiếc cho bạn. 8-4, đấy là thành tích của mình tính đến thời điểm này. Vâng, thành tích khá tốt thì là mình vào sau đến cả chục mạng. 3-3-21 rồi. Tinh lệch cầm Gatling Gun đi đâu đây? Vâng, nằm xuống, gà luộc lại bị nướng chín rồi. Nào, sẽ có một pha headshot này. Một pha headshot, rồi tốn quá là nhiều đạn. Bắn lục luôn. Rồi, như vậy là đã kết thúc bằng mạng của Slipper AVKF Red Demon. Slipper bên mình phải nói là hoạt động là quá là hiệu quả luôn. Nhưng mà liên tục là những mạng Slipper được lên bảng thông báo. Rồi. Như vậy, ố. Holy shit, như
như vậy là vừa rồi là mình đã có một tình huống khá là ngáo ngơ khi là di chuyển trong khu vực nhà địch rồi. Rồi không thấy được, không được mất máu được luôn. Vâng, các thành viên bên chiến quân họ lùi đi đâu rồi? Nằm xuống đi bạn ơi, nằm xuống. Vâng, như vậy là mình là người kết thúc cái mạng thứ 40 bên Liên Minh. Và nói qua một chút về cái ngoại hình của khẩu G36 khi mà nâng cấp lên Master thì các bạn có thể thấy được nó thay nó có một sự thay đổi khá là đẹp. Có một màu xanh nhưng mà hơi rỗ, không biết là đúng rồi, cái họa tiết nhám. Nói chính xác là họa tiết nhám đúng không? Thì mình rất thích cái khẩu súng G36 khi mà nâng cấp lên Max này. Nó có một cái họa tiết rất là đẹp và uy lực của nó thì như các bạn vừa thấy thì không phải nó không phải là một khẩu súng quá yếu hay là vô dụng, mà nó là một khẩu súng khá là nguy hiểm trong những map đấu. Với súng thuộc dòng Rise thì rất cái lợi thế của nó đó chính là có một cái xạ tốc vừa đủ và kèm theo đó là khả năng xuyên rất là tốt. Rồi chúng ta cùng đến với map đến cả. Ôi dồi ôi, vào đã 32 này. Nào, nào, trận này sẽ phải cân bằng. Rồi, như vậy là địch và ta vẫn còn nguyên. Úi dồi, địch đã chết 2, còn ta chưa chết cái gì cả. Rồi, còn 2 thanh niên bên Liên Minh nữa thôi. Mình sẽ tìm 2 thanh niên này. Không biết là 2 thanh niên này núp đâu à. Đó, vẫn còn một người. À, chắc là mình vào sau thì nó còn đang bị lag các bạn ạ. Rồi, trận đấu ở map bến cảng bắt đầu. Rồi giá mà bạn này bạn mua cho mình xin băng đạn thì có lẽ là mình sẽ tự tin trong những pha đục nhiều hơn. Ui giời, vâng, như vậy là liên tiếp là những pha mất máu đến từ các thanh niên bên Liên Minh. Rồi chạy đi. Vâng, anh ta đã quyết định là không chạy. Rồi còn một chút đạn thôi, vâng, đã giết được mạng gà rồi. Nào, một mạng Slipper nữa, anh ta sẽ phải nằm xuống. Vâng, như vậy là một cái headshot dành cho thanh niên Henry 678. Một cái headshot đến từ khẩu Glock 18. Rồi, không có tình huống mất máu. Chắc chắn là sẽ qua một đồng độ. Ui giời ơi, cầm gắt minh đan này. Vâng, làm kim quá là nhẹ nhàng để hết tốn HC trong mạng tiến cả này. Rồi, nằm xuống. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy được khẩu G36 hút máu quá là nhanh luôn. Thật sự là các thành viên bên Liên Minh không kịp trở tay thay quần áo. Vâng, như vậy quả bom chưa cấu được máu nào. Ở bên cánh này đã có một sự lửng nhẹ. Rồi, hai thanh niên ở bên đây. Rồi, em đi 678. Wow, trên tay các minh găng, anh ta đang tỏa sáng cái gì nữa khi mà vào đến nhà của bên tuyến quân. Và lại Tuấn HC đang thủ này. Oh, holy shit. Vâng, nằm xuống đi thôi bạn ơi. Vâng, như vậy là Tiễn Ngọc cũng đã nằm xuống. Tôi đã thấy lấp nó rồi. Lấp nó là phải chết rồi bạn ơi. Lấp nó. Rồi, không thấy mất máu luôn. Quá là ảo diệu luôn. Mình sẽ đi đường vòng đây. Nào. Ôi trời ơi, đây rồi. Ôi trời ơi, trong cái pha đấy không hiểu vì sao mình lại có một chút hẫng khi mà súng đột nhiên hết đạn các bạn ạ. Một chút hẫng rất là đáng tiếc. Rồi, đã đặt nguyên căn. Trời ơi, vâng, như vậy là một cái headshot dành cho bạn Henry 678. Anh ta đang cầm cho mình là khẩu gas nguyên căn. Rồi, Vinh Bui cầm Ska cũng đã kim được cái mạng headshot cho mình. Bên đây không biết là có thanh niên nào không nào. Mình thấy có một chút này. Rồi, đục như không thấy mất máu luôn. Cái đầu. Rồi, vâng, như vậy là mạng vừa rồi là một mạng đến từ pha đục tường của khẩu G36. Rồi, qua là gì nữa đây. Vâng, một pha phải gọi là lướt qua. Cũng đã kim được cái mạng của thanh niên, chắc là cầm Slipper. Mình không thấy tia đạn phát ra, chắc là cầm Slipper chưa kịp bắn. Như vậy là kết thúc hai game đấu mình test khẩu G36. Và các bạn hãy like, share và ủng hộ mình nhé. Xin chào Liên Minh. Và người nằm xuống chắc chắn sẽ là anh chàng. Úi dồi ôi, vâng, như vậy là một pha headshot thẳng vào người. Vâng.
đã máu ít lại còn bị ăn một quả sóc răng trọn vẹn như vậy, chắc chắn là lên bảng điểm số là điều không thể tránh khỏi rồi. Rồi ăn bom à, phải à, tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy ôi trời ơi, sao mình luôn như vậy. Là các bạn có thể thấy là sự cover rất là phải nói là cover rất là kịp thời đến từ thành viên Omega cầm cái khẩu rabbit gun, vâng, một khẩu sniper phải nói là hư cấu vãi nồi. Vâng, vậy rồi anh chàng cầm sniper bị tôi bắn rỉa, không biết là anh ta đã đi nấp ở đâu rồi. Rồi như vậy là nằm xuống dưới lòng súng của AK Titan. Vâng, bây giờ sẽ là cuộc đấu giữa sniper và một tanker. Rồi không biết là ai sẽ giành thắng cuộc. Rồi nhìn thấy nhau rồi và sniper nằm xuống. Vâng, anh chàng cầm AK Titan phải nói là rất tỉnh và đẹp trai, thì anh ta đã có quyết định đó là leo lên leo rồi như vậy là ăn một phát úi giời, vâng, như vậy đã bị hạ bởi khẩu AK Evin trên tay của AT113. Quá nhọn cho anh. Úi dồi ôi, vâng, như vậy là Omega cũng nằm xuống. Rabbit Gun hư cấu đã phải ra đi trong lặng lẽ khi mà đối đầu với cả khẩu sóc răng Striker này. Úi giời ơi, vâng, như vậy là lại còn đúng một thanh niên. Úi giời ơi, vâng, thanh niên cầm AK Titan rất nguy hiểm. Rồi, anh ta đâu? Úi giời ơi, vâng, như vậy là